Dì ba quậy quá. Mẹ nó chơi hết rồi nè. Ồ, cái này cũng không đủ để dựa luôn. Ừ, nó lòi ra. Ừ, lòi ra. Không dớ không? Nó bụng rồi làm đồ ăn. Ủa xem, trời ơi, đòi vô. Đâu mới vô được. Dạ hai chị em mở bánh chào quý cô chú anh chị, bánh chào cả nhà thân yêu nha. Chào mừng cả nhà đã quay lại với kênh của hai chị em nè. Thì bà Kiểm có cho ít con cá sòng với cả nhà, mà không biết nấu bên chui với cái gì nữa. Giờ hai chị em sẽ đi ra ngoài hái lục bình, cái lát nữa mình hái xong mình đem vô mình nấu với canh chua cá sòng nha. Bây giờ cả nhà cùng hai chị em đi hái nha. Bắt gì vậy? Cá nó rỉa rồi. Đen kìa. Rỉa cặp cặp cặp. Cái giò chưa hết đau luôn nha cả nhà. Cái giò của nó là còn ba chân luôn rồi nó nhảy kìa. Quá trời quá đất luôn mà. Một bình ở đây là bao non luôn. Chị tước thì Nhi cắt nha. Dạ. Nè nè. Ừ. Quăng ra đi. Quá trời. Cái này non. Cái này non luôn. Cái này non nè. Khúc ở trên kia thì già dữ lắm. Văng quăng xíu nữa cái nó chống cái chỗ này kìa, giờ nó đang còn tùm. Cái gì chứ nó cũng non thì non chứ cái cọng á chị cầm có cảm giác như nó cứng cứng, nó muốn già luôn vậy đó. Cái kiến này già nè. Ừ đúng rồi đúng rồi. Ở trong này cũng non. Ừ. Mà ai thuê mình đi cướp lục bình mướn được nè. Quá non luôn chị ba. Ừ. Ừ, ngon xèo luôn. Lục bình này á thì Nhi thấy làm được nhiều món ngon lắm nè. Nhi này Nhi phải ăn cái gì? Luộc chấm ớt. Luộc chấm ớt chanh. Trời ơi, chạy nước miếng nha. Ngon á. Ngon. Rồi cái gì nữa? Canh chua với lẩu. Lẩu. Còn gì nữa ta? Lẩu mắm cũng được ha. Xào. Xào vịt. Ừ, xào vịt đúng rồi. Xào vịt ngon lắm á. Dạ. Còn cái gì nữa ta? Suy nghĩ hết rồi. Ồ. Trái. À, làm dưa chua. À. Dạ. Cái nè. Đi được hả? Đi thử coi nè trời ơi, cái nè. Ô. Ui cái cây nhà thần á. Cái cây ai bắt á? Cái cây nè. Cái cầu. Cái cầu, cái cầu. Dưa chua á chị ba? Dưa chua đúng rồi. Dưa chua thì á, cái ngó. Cái ngó. Ừ. Ngó. Ờ cái ngó ăn mấy ngon. Nhưng mà cái ngó này là làm không được rồi nè. Cái ngó này quá già rồi. Ủa? Đợi sót cái này. Đâu trèo lên cây đứng nữa ơi. Im lắm nè. Đâu còn đứng dưới đâu. Để coi hai chị em đứng có bị gãy cây không nha. Không có cây này. Không gãy nhưng mà im thôi.
Để coi lát nữa coi chị coi cái đó đi tới đâu nha. Dạ. Ta bắt mua cầu này chứ đâu. Tới luôn. Tới bển luôn. Non luôn. Nói ra thì đó, cái lục bình này á là mình ở đây miền Tây mình gọi là lục bình, nhưng mà vẫn thấy là nó kêu bèo tây đúng không ta? Bèo tây đúng rồi, có anh mình lần nói vậy đó. Bèo tây thì nó sinh sôi để nở cực kỳ nhanh. Lục bình này nó phát triển tốt dữ lắm, đến lúc mà cần phải thì người ta cũng hay xịt nói chung là người ta sợ nó, người ta cũng sợ đúng rồi, nhưng mà phải công nhận là nó làm được nhiều món ăn ngon lắm. Nhưng mà ai thấy lục bình này ngứa, nhưng mà Mẫn thì mới không thấy ngứa, nhưng mà có một loại bèo ngứa đó là bèo tây tượng. Bèo tây tượng đúng chính xác, bèo tây tượng. Bèo tây tượng là dữ dằn luôn. Này là hai chị em phải cướp nhiều mới được, tại vì nhìn nó non thiệt nhưng mà mình bỏ cũng nhiều lắm. Không chưa, quên chỗ đó nó xấu. Ý có cái cây đâu có lợi đâu, phải không? Em thấy gì ba không có lợi luôn đó, chỗ đó nó xấu quên. Lội nước lội ra ngoài kia mới thấy được. Ê cậu đuôi, ê vào đây, bỏ lên đây. Đâu? Tôi đâu cần đi đâu. Có cái cây. Thì giờ đổi lại nghe cả nhà. Em thấy đại luôn, em không biết có non như là nó già nữa đâu. Trời non luôn rồi, cái này là bao non luôn á. Non dữ dằn non luôn. Quá trời non luôn rồi. Ôi dạ. Hay quá. Để cái này cho nó đi ra ngoài. Cô tính chẹo lên tôi ngồi thử hay được không? Chẹo đâu vậy? Hết thấy chim ma luôn rồi. Dạ. Chưa có đủ. Chèo là thử hả? Còn sao ngoài tăng tỉnh mạnh. Để tôi chạy kiếm cái cây này. Chị ba quậy quá. Ôi. Nè nó chơi hết rồi nè. Ồ, cái này cũng không đủ để dựa luôn. Ôi này nó lòi ra. Ừ, lòi ra. Lần đầu em hái, em không biết hái. Nhưng mà lâu lắm. Giờ có kinh nghiệm rồi. Ừ. Cái này xấu quá. Như này chắc được rồi đó. Đủ không? Đủ quá chứ. Còn bắp chuối mà. Ừ, phải nó cắm chuối đó. Mà bắp chuối chung luôn phải không? Ừ. Xong rồi. Phải nào?
Cái này đây. Em ơi. Đó. Mình đi vô nhà quá. Đi vô. Bảo xuống nha. Không dám không? Thôi. Nói bụng mình làm đồ ăn. Nước sôi rồi nha cả nhà. Thả cá vô. Em Nhi thì đang sắc một bình ở ngoài á. Cá này giờ Mẫn nước sôi Mẫn bỏ vô. Cái xíu nữa thì nó chín cá thì Mẫn vớt ra Mẫn bỏ ra kia. 4 con 8 con 8 con cá. Cái phần này thì hồi nãy nó có một cái đường giữa nó hơi cứng á. Nãy em Nhi lạng rồi nè. Xong em Mẫn dặn thêm xíu muối. Con lục bình đó hả? Lục bình con bỏ gỗ đi. Mình lấy cái gỗ cho nó gọn gọn đi. Nhi ơi. Dạ. Để em kêu Nhi, em Nhi bỏ vô trong gỗ này luôn. Nó thấm cá. Có hai loại rau luôn, có bắp chuối nữa nè, cho nên là xíu nữa Mẫn mà sẽ bỏ là phân nửa bắp chuối với lại phân nửa lục bình thôi, nhiều lắm. Cái dao hai lưỡi nó lục quá cho nên là nó hơi to, bàn nó hơi to chứ. Cái chén này mình giúp bọt, cho bọt nhiều xíu rồi còn đang ít quá. Cá này thấy vậy chứ nó cũng mau chín lắm. Nó chín này nó ngon dễ sợ luôn. Giờ lóc hai cái bên hông của nó nè. Mà hông lóc rồi lát nữa mình ăn mình gỡ nó cực dữ lắm luôn á. Quá mềm luôn rồi nè. Cái này nếu mà bỏ dao vô là giả cá luôn. Thì cho nó chín dao cái mình bỏ cá sau lại. Ai nói chứ cá biển mà đó mình vô ăn ngon hay như vậy. Ngon lắm luôn á chứ. Cá này ăn béo dữ không mẹ? Ăn được, cái thịt nó ngọt lắm rồi. Vậy hả? Lâu rồi không có mua lại ăn nè. Cái vậy nó cứng quá nha. Cá này bà kiểm cho phải không mẹ? Cái nhảy nó cứng. Cái nhảy dưới nó cứng nha. Rồi Nhi bỏ ra nha, chị đi ấy. Dạ, cưng bỏ ha. Sao cưng bỏ đi. Niêm. Chị ba có niêm rồi. Bỏ lục bình với bỏ phân nửa mỗi đứa phân nửa mỗi thứ phân nửa trước đi. Này lắc nữa hai chị em mở cái trò còn ra hết luôn hả chị con? Này nó còn xẹp nữa mà vừa ăn tí đi. Vừa ăn tí thôi. Chừng nào nó xẹp mình mới bỏ cái bắp chuối vô. Hay sao? Nó hơi hơi đi. Mình canh mà kiểu như nó muốn chín vậy đó. Thế mình bỏ bắp chuối vô. Đó bỏ hết luôn nha. Dạ. Để nó xẹp chứ. Cái này là đợi cho nó chín rồi vẫn bỏ bắp chuối vô sao. Còn cái này đây.
Hồi nãy mẹ hỏi là món nào ngon, canh chua ngon hay là cá kho của mẹ ngon? Cá kho của mẹ ăn kết hợp chung canh chua của con là ngon, ngon tuyệt vời luôn. Không thể thiếu. Wow, nồi canh chua. Quá trời ngon luôn. Nồi canh chua có hai chị em ngon xuất sắc. Đầy quá hả mẹ? Nồi kho của mẹ nè. Trời, canh chua quá ngon luôn, nóng mẹ ơi, nóng. Để mẹ bên xuống đi, con bưng cho mẹ ơi. Mẹ bưng nấu nóng nè. Nấu cơm, đậu ô, đòi vô. Đâu có vô được. Trời hấp dẫn luôn. Mày chiếc mình bói luôn nha. Ừ. Cảm ơn cơm. Thì cơm canh chín hết trơn rồi nha cả nhà. À, hôm nay là sẽ có 3 món cá kho tiêu của mẹ nè. Ủa có hai món thôi à, lộn. Trời, cá kho tiêu của mẹ nè, còn này là cá sòng nấu canh chua lục bình à, cộng với bắp chuối. Cái này là giống như kiểu tựa như rau bạch tàng vậy đó, nhiều loại rau kết hợp á. Này mình có hai loại mà mình nấu canh chua. Nãy mình nếm thử rồi, ngon dữ lắm luôn á. Bây giờ thì hai chị em Mẫn xin kết thúc video tại đây. Nếu mà cả nhà thích video của hai chị em, cả nhà cho hai chị em một lượt like, một lượt đăng ký và bật chuông thông báo hộ hai chị em luôn nha. Hẹn gặp lại cả nhà ở video sau nha. Này phải bỏ xíu ớt lên đẹp nha. Để cho bà Cóc ngồi trước. Đợi cả nhà hơi lâu.